Chào mừng quý vị khán giả đã đến với kênh Fanstar. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Bất ngờ với nội dung trò chuyện của Tổng thống Hàn Quốc và BTS trong buổi gặp mặt riêng. Tổng thống Moon Jae-in và BTS đã có một cuộc gặp mặt riêng tư và tại đây, Tổng thống Moon đã có những chia sẻ về quyết định bổ nhiệm nhóm cũng như dành tặng lời khen ngợi cho 7 thành viên. Vào sáng ngày 14 tháng 9 giờ Hàn, BTS đã có cuộc gặp mặt với Tổng thống Moon Jae-in tại Nhà Xanh trong lễ bổ nhiệm vai trò đặc phái viên đặc biệt của Tổng thống về thế hệ và văn hóa tương lai. Được biết, sau quyết định bổ nhiệm này, BTS có kế hoạch truyền tải thông điệp khích lệ và hy vọng đến với những người trẻ tuổi trên toàn thế giới. Nhóm cũng sẽ thực hiện nhiều hoạt động khác nhau để thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các nhiệm vụ toàn cầu như cải thiện môi trường, nghèo đói và bất bình đẳng cũng như tôn trọng sự đa dạng. Đánh dấu sự khởi đầu cho trọng trách mới của mình, BTS sẽ tháp tùng Tổng thống Moon Jae-in tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 76, được tổ chức tại New York, Mỹ. Đồng thời, nhóm nhạc nhà Big Hit cũng sẽ có bài phát biểu và phát video VCR mang trình diễn trong cuộc họp SDG Moment, các mục tiêu phát triển bền vững diễn ra vào ngày 20 tháng 9. Trong lễ bổ nhiệm đặc biệt này, BTS đã được trao thư giấy chứng nhận bổ nhiệm chức vụ đặc phái viên. Ngoài ra, Tổng thống cũng trao cho nhóm hộ chiếu ngoại giao Hàn Quốc. Hộ chiếu được cấp cho quan chức đi thực hiện nghĩa vụ ngoại giao ở nước ngoài và bút máy làm quà tặng. Sau buổi lễ, giữa Tổng thống Moon Jae-in và BTS đã có một cuộc gặp mặt riêng tư, không có sự xuất hiện của báo chí. Tại đây, Tổng thống Moon đã có những chia sẻ về quyết định bổ nhiệm nhóm, cũng như dành tặng lời khen ngợi cho 7 thành viên. Những thông tin tóm tắt của cuộc gặp mặt này sau đó được phát ngôn viên của Nhà Xanh công bố và giới truyền thông Hàn Quốc đăng tải lại. Dưới đây là một số điểm nhấn trong cuộc gặp mặt chia sẻ này. Liên Hợp Quốc đã đích thân gửi lời mời BTS. Trong một cuộc gặp mặt, Tổng thống Moon tiết lộ rằng Liên Hợp Quốc từ đầu đã mời BTS đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng sắp tới. Ông cho biết, Liên Hợp Quốc đã gửi yêu cầu đến tôi rằng liệu tôi có thể tham dự cuộc họp đặc biệt SDG đại diện cho các nhà lãnh đạo quốc gia khác cùng với BTS đại diện cho giới trẻ toàn cầu hay không. Bản thân điều đó đã cho thấy tầm vóc toàn cầu được nâng cao của Hàn Quốc. BTS trở thành chủ đề trò chuyện của các nhà lãnh đạo cấp cao khi gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc. Tổng thống Moon cũng bày tỏ lòng biết ơn cá nhân, nói rằng sức ảnh hưởng toàn cầu của BTS đã giúp ích cho các hoạt động ngoại giao của ông. Tổng thống đã nhắc đến một chi tiết cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nhóm. BTS thường trở thành chủ đề trong các cuộc trò chuyện của ông với các nhà lãnh đạo toàn cầu khác. Điều này khiến cuộc trò chuyện và hoạt động ngoại giao trở nên cởi mở hơn. Lấy ví dụ cho điều này, Tổng thống Moon nói rằng, thậm chí có những nhà lãnh đạo, nhà ngoại giao hỏi rằng liệu chúng tôi có thể mời BTS tổ chức một đêm nhạc K-pop khi họ có chuyến thăm cấp nhà nước hay không. Nhờ đó, các bạn đã trở thành những người giúp ích được rất nhiều về mặt ngoại giao. Thành tích âm nhạc của BTS đã nâng cao uy tín và phẩm giá quốc gia. Ngoài ra, Tổng thống cũng gửi lời chúc mừng BTS về thành công gần đây của họ tại bảng xếp hạng Billboard với Border, đặc biệt là giành lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Hot 100, và chiến thắng gần đây nhất của họ là 3 giải thưởng tại MTV Video Music Awards 2021. Ông khen ngợi, BTS đã nâng cao phẩm giá quốc gia một cách đáng kể bằng cách nâng cao tầm vóc của K-pop và văn hóa Hàn Quốc, và tôi bày tỏ lòng cảm kích đến các bạn ở nhiều mặt khác nhau. Tổng thống và đệ nhất phu nhân ngợi khen âm nhạc của nhóm. Nói về âm nhạc, Tổng thống Hàn Quốc cũng ca ngợi nỗ lực không ngừng của BTS trong việc truyền bá sức ảnh hưởng tích cực đến giới trẻ trên toàn thế giới. Ông nhắc đến việc nhóm đã sử dụng ngôn ngữ ký hiệu trong bài hát Permission to Dance. Moon cho biết, nhóm không chỉ nỗ lực đồng cảm với những người có khiếm khuyết, mà còn không ngừng truyền đi những thông điệp ủng hộ và an ủi thông qua âm nhạc đến những người trẻ trên toàn thế giới trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19. Đây là điều không ai có thể làm được, và một lần nữa tôi rất biết ơn vì điều đó. Đồng hành cùng Tổng thống Moon Jae-in, đệ nhất phu nhân Kim Jong-suk cũng bày tỏ sự cảm kích khi nói rằng thế hệ chúng tôi đã học tiếng Anh để nghe các bài nhạc pop quốc tế, nhưng giờ đây khán giả toàn cầu đang học tiếng Hàn để hiểu các bài hát của BTS. Trưởng nhóm RM đại diện BTS chia sẻ về việc được bổ nhiệm vai trò đặc biệt. Đại diện cho BTS, trưởng nhóm RM đã có những chia sẻ về vai trò đặc phái viên đặc biệt của Tổng thống, về thế hệ và văn hóa tương lai. RM cho biết, ngay cả với tư cách cá nhân và là một công dân, việc được giữ chức vụ đặc phái viên của Tổng thống đặc biệt và thế hệ văn hóa tương lai là một vinh dự to lớn. RM nói thêm rằng, chúng tôi luôn suy nghĩ về cách chúng tôi có thể cống hiến nhiều hơn và đáp lại tình yêu mà chúng tôi đã nhận được. Và chúng tôi chỉ biết cảm ơn vì Tổng thống đã trao cho chúng tôi cơ hội lớn như vậy. Nhóm sẽ nỗ lực cố gắng hết sức mình với tư cách là đặc phái viên.
Trong phần kết thúc cuộc gặp mặt, trưởng nhóm RM chia sẻ sự quyết tâm trong vai trò mới của BTS. Như khách chúng tôi đã từng tham dự sự kiện Liên Hợp Quốc một lần trước đây, chúng tôi sẽ trở lại sau khi hoàn thành tốt công việc của mình với tinh thần và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Luôn luôn là thế, chúng tôi rất biết ơn khi được giao cho một trách nhiệm như vậy. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.